Dạ, xin mời bà Võ Thị Ngọc Dào, giám đốc của công ty luôn ạ. Tràng vỗ tay để chúc mừng cho các hộ gia đình được nhận quà ngày hôm nay. Và trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu mời các hộ gia đình chúng ta di chuyển luôn ha. Anh lượng tiếp theo ạ, xin mời lực lượng hỗ trợ về Tân Phước Vĩnh Đông để gặp em nè, anh nói chuyện gặp em rồi sao nói nè. Trước khi nói với em, anh xin chào và dạ, xin chào tất cả quý đại biểu và tất cả quý bà con Phước Vĩnh Đông ạ. Dạ anh nói về sẵn bà con anh sẽ nói đi ạ. Có một câu chuyện rất là quan trọng, kính thưa tất cả bà con. Châu Thanh đã bên cạnh Cẩm Tiên lâu lắm rồi, muốn nói nhưng mà không có dịp. Và hôm nay về Phước Vĩnh Đông, Châu Thanh xin phép được nhờ bà con ủng hộ để Châu Thanh nói bằng một tràng pháo tay ạ. Nói vậy anh nói đại. Anh nói là ra duyên anh cưới em. Trời ơi, bữa nay em đi với anh Bảy Điệp nè. Anh Nam anh hùng là xuống đây nè. Xuống tả có cái câu nữa là chương trình anh nói gì cưới. Biết rồi, Bảy Điệp cũng là anh mà. Điệp ơi, con kiếm nó leo dây. Anh ơi em giận chờ. Hổ duyên mà thiên lý ngộ. Bao lâu em cũng chờ. Mình gặp nhau đây chỗ. Oh,
dặn anh vậy đó, cưới phải cưới liền. À thấy gì không? Thấy gì đâu? Đó, đám hạ anh kế đất ruộng nhà em đó. Đúng rồi. Kế quý ba đó, kế quý ba Phước Thiên Đông đó, thấy không? Như Mỹ thì sao? Nè, nghe em nói nè. Anh không hiểu. Anh cũng chờ đã thương từ xưa rồi em ơi, chờ lâu quá rồi. Dù mùa đã sống lúa về đồn rằng tiếng ca dưới trăng anh qua xin cưới tiền. Ủa cuối cùng anh qua xin cưới tiền. Ừ đi tiên, ừ đi. Dòng cơn yêu thương thuở mình hai, họ hẹn nay nói nhịp cầu duyên cho hai đứa sinh dây. Ôi tình thắm duyên quê tháng đậm đà. Vậy thôi, em vậy thôi anh đưa em vô trong rồi giúp anh sẽ năn nỉ tiếp. Dạ xin chào bà con. Xin chào.